Xin chào các bạn, thưa các bạn là Khang Audio trong năm 2021 có ra mắt các bạn sản phẩm Preamplifier PM01 được các bạn đón nhận rất là mạnh mẽ và có rất nhiều bình luận hay do cái việc là phối ghép cái chiếc Pre này với những cái ampli bán dẫn và những cái ampli đèn của các bạn trong gia đình, nó cải thiện được cái chất lượng âm thanh rất là lớn. Thứ hai nữa, nó là trung gian để kết nối với tất cả các thiết bị đang sẵn có ở trong gia đình của các bạn. Ví dụ như là các bạn có CD, có băng từ, có phono, có đĩa than, đều có thể kết hợp được vào cái đầu này. Và từ cái đầu này đưa tín hiệu đến ampli, khuếch đại và ra loa. Nó triển khai được cái hai cái chức năng này. Và đặc biệt là ở phương diện âm thanh thì nó cải biến, nó cải thiện được cái âm thanh từ cái âm thanh digital, âm thanh chất âm bán dẫn sang chất âm đèn rất là ngọt ngào cho các bạn nghe. Còn nếu như mà bạn nào mà đang sử dụng các cái ampli đèn nó không có điều chỉnh chép bass, thì khi các bạn sử dụng cái chip Pre này của chúng tôi, các bạn có thể can thiệp vào điều chỉnh chép bass và nó nâng tiếng của những cái ampli đèn lên rất là nhiều. Chúng tôi bán cái chiếc PM01 này với giá là 11.500 và dùng thử 7 ngày, bảo hành 6 tháng và giao hàng toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi. Xin mời các bạn xem chi tiết cấu hình bên trong của nó và những các cái mà chúng tôi đang tích hợp để giới thiệu các bạn. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi làm một cái sản phẩm này thì chúng tôi sử dụng những các cái thiết bị về mặt phụ kiện, như là volume, đấy, select đều là những hàng của Nhật loại tốt. Đó. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng là những các cái phụ kiện, những các cái yếu tố về điều khiển này nếu như không sử dụng những cái đồ tốt ấy, thì nó chính là cái mà gây ra loẹt xoẹt, xì xoẹt đầu tiên. Cái thứ hai là cái phần liên quan đến đầu ra, đúng không? Chúng tôi làm đầu ra bằng những các cái rắc RC rất là chắc chắn và đẹp như thế này. Về công năng, như các bạn nhìn thấy đây này, đúng không? Chúng tôi tích hợp được cả đường phono, đường CD, đường tape, đường auxiliary 1-2, tức là bạn có thể kết hợp với các thiết bị khác mà do các bạn lựa chọn. Và đường ra, cổng ra thì có hai đường ra. Và ngoài ra thì ở đây chúng tôi còn tích hợp vào đây cho các bạn một cái bộ giải mã, bộ cadac. Các bạn có thể bắt được anten để chơi với cái cadac thông qua Bluetooth kết hợp với các cái thiết bị ngoại vi như là điện thoại thông minh, iPad, iPad, vân vân. Ok, thế thì đây là cái tổ chức bên trong của cái hệ thống. Phần nguồn chúng tôi làm rất độc lập như thế này, có vách ngăn để chống nhiễu, biến áp chúng tôi cũng làm lấy, đúng không ạ? Và đây là phần nguồn. Đấy. Đây là phần pre, phần mạch âm sắc. Đấy. Chúng tôi dùng những các cái điện trở, những cái tụ, những cái hàng quân sự mạ bạc của Nga chất lượng cao. Và chúng tôi dùng cái loại bóng 6H1 tương đương với bóng E88CC, một trong những cái bóng đèn chuyên dụng cho những hệ thống âm ly high-end đắt tiền hiện nay. Và đây cũng là dòng bóng Nga, bóng quân sự, cho nên nó giúp cho cái việc cải tiến được cái chất lượng âm thanh ở đây. Tức là cái chi phí đầu tư sản xuất nó hợp lý, giá bán đến tay các bạn cũng hợp lý, mà chất lượng âm của nó thì lại rất là tuyệt vời. Về phần đường phono, các bạn nhìn thấy này, đường phono này của tôi, chúng tôi làm thì cũng có rất nhiều các cái thiết bị, đúng không, là những các cái tụ, những các cái điện trở đều là của hàng quân sự, hàng quân sự mới hết nhé các bạn nhé. Rồi cũng làm được rất cẩn thận, có cả những các cái để chống nhiễu như thế này đấy. Và main mạch của chúng tôi thì được cắt đóng cầu vỉ và hàn đấu nối lên trên cái mạch thì rất là rõ. Và các cái sản phẩm của chúng tôi đều được ghi ngày tháng năm sản xuất và cái số lượng những các cái sản phẩm mà đến cái thời điểm làm để bán cho các bạn. Và cán bộ kỹ thuật, những cái người làm cùng với chúng tôi có trách nhiệm là phải ký xác nhận vào đây để đảm bảo với các bạn rằng là hàng của chúng tôi là rất là tốt. Thế và khi mà các bạn chơi ấy, thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn thấy ở đây là nó có cái phần select này, đấy, cái núm, cái lô volume này của chúng tôi làm là bằng inox, rồi volume này, điều chỉnh chép bass này, đấy. Và đặc biệt
là trong trường hợp nếu như các bạn chơi âm thanh direct, các bạn không vô hiệu hóa cái chức năng điều chỉnh chép bass này mà các bạn muốn nghe direct, thì các bạn ấn vào nút tone này, nhả cái nút tone này ra, thì có nghĩa là vô hiệu hóa việc điều chỉnh chép bass này, tức là các bạn nghe ở chế độ direct, và điều đấy nó sẽ phù hợp với những bạn chơi khó tính, chúng các bạn muốn nghe cái đĩa nhạc direct. Thì thưa các bạn là chúng tôi bán cái sản phẩm này với giá là 11.500.000 và các bạn có quyền dùng thử trong thời gian 7 ngày và các bạn được bảo hành trong thời gian 6 tháng. Và đây là một trong những cái đầu preamplifier thực hiện hai chức năng rất là cơ bản. Một là trung tâm kết nối với tất cả các thiết bị đầu đọc, và giải cái chức năng thứ hai là giải quyết về âm sắc, cũng như là giúp cho các bạn cải thiện, nâng được cái chất lượng tiếng cho cái hệ thống âm thanh của các bạn. Nếu các bạn kết hợp nó với âm pre đèn thì nó sẽ cải thiện được cái chất âm cho các bạn rất rõ rệt, và cái gain của nó lớn lên và giúp cho các bạn nghe cảm thấy như là hệ thống âm thanh của các bạn nó có tăng công suất. Thứ hai, nếu các bạn kết hợp nó với âm ly bán dẫn thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là cái hệ thống âm thanh của các bạn nó mang cái màu âm thanh analog ngọt ngào, tình cảm, rõ nét, chi tiết, mang cái chất đèn rất là rõ. Hoặc là các bạn nếu có thể kết hợp nó với cái việc xử lý tín hiệu đầu vào trước khi cho hát karaoke, thì đây cũng là một trong cái phương diện mà nó rất là mới để giúp cho các bạn chơi. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi bán hàng cho các bạn. Và đợt này như các bạn nhìn thấy, chúng tôi làm được cũng khá là nhiều hàng và để bán cho các bạn chơi. Bạn nào thì có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi sẽ bán cho các bạn, và các bạn sẽ đặt cọc tiền cho chúng tôi một cái khoản tiền nhỏ nhỏ để xác nhận là các bạn sẽ nhận hàng, thì chúng tôi sẽ đóng gói và bàn giao cho bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số tiền còn lại và dùng thử cho chúng tôi 7 ngày. Nếu các bạn thấy nó phù hợp với nhu cầu của các bạn thì các bạn để dùng và thanh toán. Còn nếu các bạn thấy là quá trình dùng thử 7 ngày đấy mà những cái nội dung mà chúng tôi giới thiệu ở đây nó không đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn của các bạn, thì các bạn liên hệ với chúng tôi để chúng tôi nhận lại hàng và trả lại cho các bạn tiền. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng là việc chúng tôi làm là rất mong muốn đến được cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái đẹp để các bạn thụ hưởng. Tuy nhiên, việc phối ghép với các thiết bị ngoại vi nó cũng là một yếu tố mà chúng tôi không thể lường hết được các cái điều mà kiểm soát được hết. Do vậy mà nếu các bạn phối ghép mà nó ở những cái thiết bị ngoại vi nó không phù hợp với cái độ gain ấy, mà nó không hay, mà nó không đáp ứng được yêu cầu của các bạn, hoặc là các bạn nhận hàng các bạn bảo ui dồi xấu quá, không dùng được, không thể mua được với cái 11.500.000 mà lại mua cái đồ này thì mua được thì giả lại chúng tôi, hoặc là các bạn thấy chất lượng âm thanh nó không được cải thiện như mong muốn, thế rồi các bạn thấy rằng là trong quảng cáo thì đẹp nhưng nhận thì nham nhở, giả. Nhưng mà tóm lại là tất cả những các cái gì đó về quá trình trải nghiệm 7 ngày đấy là căn cứ để các bạn quyết định dùng nó hay không dùng nó. Dùng nó thì cho chúng tôi biết, không dùng nó thì gửi cho chúng tôi trả tiền, và chúng tôi cam kết là chúng tôi sẽ nhận lại ngay. Và nếu như các bạn mua hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bảo hành trong thời gian 6 tháng. Nếu có bất cứ một trục trặc gì trong cái thời gian sử dụng này, chúng tôi sẽ một đổi một cho các bạn. Và đấy là một trong những cái phương thức phục vụ của chúng tôi, và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những cái sản phẩm mà chúng tôi rất tâm huyết làm ra cho các bạn. Và nếu so sánh nó một cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra được như này với những cái thiết bị hàng hãng, hàng qua sử dụng, thương hiệu họ bán 25-30 triệu, thì các bạn hãy mang nó để so với những cái hàng hãng chất lượng cao đấy. Tôi đảm bảo với các bạn rất khó phân biệt được cái chất lượng mà chúng tôi làm ra với những cái hàng hãng. Đấy là những cái điều mà chúng tôi rất tự tin để muốn chia sẻ với các bạn. Một lần nữa, Khang Audio nói rằng hiện nay hàng đang có và chúng tôi thường xuyên làm. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng những chiếc pre để cải thiện âm thanh, là trung tâm kết nối gom tất cả những thiết bị đang có ở trong nhà của các bạn ra để dùng thông qua cái thiết bị này, thế rồi là cải thiện âm thanh, rồi cũng muốn là nó thêm cái trải nghiệm, thì liên hệ với chúng tôi để đặt hàng các bạn nhé. Gọi điện, comment xuống dưới bài viết này, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với các bạn và làm cái giao dịch để gửi hàng cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi hàng theo đường bưu điện, đóng gói rất cẩn thận, gửi theo đường bưu điện và đến tận tay các bạn nhé. Một lần nữa, Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.